Hello, hello. Nên nấu canh cá lóc với bầu nha quý vị. Đây, hai con cá lóc đồng em mua rồi này quý vị ơi. Nè, thấy chưa? Đó, cá lóc đồng hầm nãy giờ rồi. Nhìn im, nêm vô nha quý vị. Cho xí bột ngọt vô, đó. Rồi mình đun nước mắm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, thêm nước mắm. Miền Tây thích ăn ngọt, ai muốn bỏ đường bỏ thôi, mình bỏ một cục nhỏ đường này thôi nha. Đó, vô. Rồi, vậy thôi. Sắc cái này. Sắc theo vừa miệng của mấy bạn. Rồi muốn sắc sao mấy bạn sắc. Bỏ là ăn sắc hình người yêu cũ cũng được nữa. Đó, bỏ vô luôn đi đó. Đó, sắc hình người yêu cũ cũng được. Đó, mình hầm nãy giờ mình nãy giờ mình ghim cái con cá lóc này ra cho gai nước ngọt nãy giờ khoảng 15 phút. Nhà mình nay mấy nay không có ai nha, của mình la gì la. Đó, mình sắc hành luôn nha quý vị. Đó, đây. Đó, mình sắc sẵn rồi nè, đó, bỏ vô. Đó, rồi giục đi luôn ha, giục. Sắc hành nha quý vị. Đó. Đó, mình sắp cái bự bự đây đó 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 đó, mình im sơ lại cái coi, lên lửa lên lửa. Ồ, vừa ngon rồi quý vị ơi. Thiếu thiếu mặn, thiếu mặn cho miếng muối quý vị ơi, miếng muối quý vị ơi. Rồi cho như đây muối nữa là vừa ăn nha. Rồi để lát nó sôi vô mình chan. À, cái này hôm qua của mình còn nè, nhìn ảnh này đi nè, mình khoe mấy bạn là trứng gà nhà mình nha. Đó, cuối già tráng miệng bữa cơm mà nè. Đó, nước mắm lát ăn với cá lóc. Ok, đó mấy bạn ăn gì chưa? Giờ 11 giờ mình ăn xong mình ngủ. Để mình ăn cái hôm qua đi nè, cái lát mình lấy thêm miếng cá nữa, mình chan mắm là được rồi đó. Đó, xuất sắc chưa? Ngon quá. Này son cái là chín rồi đó quý vị, mình bỏ hành vô cái là ok đó. Giờ mình vớt con cá lóc nhỏ ra mình ăn nha. Một cái lóc nó mềm ruột hết trơn quý vị ơi. Ồ, cái nè, cá lóc đồng nha, đó. Mình sang xí nước mắm ớt vô nữa nè, đó. Đó, đó, đó. Ok không? Mà cháy bột chát. Chết rồi bạn ơi. Nhức nách. Ngon quá, nhức nách. Thịt nó ngon, nó ngọt. Cơm. Các bạn ăn cơm chưa? Đúng không? Lát rảnh chiều chiều luộc hột gà nhà mình nè nha. Hột gà nhà mình là nó chuối nhà mình luôn, nhà mình đủ luôn á. Nó ngon. Để nước mắm, miếng nước mắm ớt cho nữa. Rồi cái mình dứt miếng cá. Nhà mình có mình chơi sao mình chơi. Sôi là ăn được rồi đó. Bỏ miếng tiêu nha nè, miếng tiêu đó, hành luôn. Đó, ngon ha. Quên nữa, nhỏ em cho này mà quên khoe nữa. Này là gì phải không? Dưa leo ngâm nước tương. Thấy gần à. Tỏi. Cái mẹ rất là tỉnh ra, tỉnh ra, tỉnh ra. Cái nhà ngon cái gì vậy? Nè, ăn với cơm ngon lắm. À,
Giật miếng cá là thấy ngon đó. Nước lá chua. Đừng thấy dịch giả bớt vậy mấy bạn đi ra ngoài nha. Ở nhà như mình ăn uống mình nói chuyện mình luôn, chơi luôn. Ngày năm bên này thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đó mấy bạn ơi. Không mở cửa thôi được, ở 4-5 tháng trời trong nhà chịu không nổi. Rồi mình ở 2-3 ngày mình muốn mệt lắm. Nè em gái Bích Ngọc mình làm cho mình ăn nè. Dưa leo ngâm nước tương. Chai mặn rồi dùng được. Còn cái lóc nhỏ nè, ngon. Cái lóc đồng ngọt nghe bạn ơi. Ở Sài Gòn biết có lóc đồng không chứ dưới quê cái lóc đồng nhóc luôn. Về mình rửa chanh với muối rồi đó nên nó tanh lắm, cạo mấy cái gốc này ra nha, cạo cho mấy này ra. Còn con nó chiều mình ăn. Ăn tỏi không? Tôm hôm qua nè đó. Ngon quá gì ơi, ăn xong đi ngủ. Ăn xong mình muốn tô canh mà húp nữa là xong đó. Một chiều rảnh luộc này nè. Ăn nước à. Ngon quá. Bye bye.